Linh lại uống rượu nóng nữa. Giọng Linh bị khàn rồi cả nhà. Mọi người nhìn xung quanh đi. Bây giờ đông lắm luôn. Toàn là người với người không à. Đứng đợi mua đồ ăn thức uống rất là lâu. Chào cả nhà đã trở lại clip của Linh. Thì mọi người có biết là clip này sẽ tiếp tục cái phần 2 của clip gọi là clip mà mình đi cái chợ Giáng sinh ở ở Đức đó. Mình đi ở đó xong rồi, trời cũng hơi lạnh cho nên mình quyết định là Linh sẽ đi vào cái mô gần đây. Thì cái mall này nó cũng rất là nổi tiếng ở bên Hà Lan, cũng rất là lớn. Nhưng mà nó có bên đây thì mình đi vào cho nó khỏe tay khỏe chân. Với lại nó không có lạnh hết. Ở ngoài lạnh lắm, và cái chỗ mà chợ Giáng sinh nó cũng nhỏ đó cả nhà. Thì mọi người xem clip này á, Linh sẽ quay cái cảnh ở trong mall. Và cái cảnh mà Linh mấy cái món ẩm thực ở ngoài cái chợ Giáng sinh. Mời cả nhà theo dõi nhé. Hiện giờ thì cái mô này trang trí rất là đẹp, tại vì là mùa Giáng sinh mà, cho nên họ có rất là nhiều mặt hàng. Nếu mà mình không có muốn mua mặt hàng ở ngoài chợ Giáng sinh thì mình vào đây mình mua. Họ có những chỗ đã sell off 30% và 50% rồi. Hiện tại bên mình chắc cũng trang trí đẹp lắm cả nhà hả? Mọi người xem clip này á, thì mọi người đã qua Giáng sinh rồi, nhưng mà là sắp đón Tết Tây. Linh chúc cả nhà một năm mới thật nhiều sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng nhé. Ở đây có nhiều chỗ để mọi người ngồi nghỉ ngơi. Ở ngoài mùa đông thì lạnh, cho nên mình vào đây mình đi nó rất là khỏe người luôn. Cái shop Mango này thì lâu lắm rồi Linh cũng không có đi, tại vì hồi trước có một cái siêu thị ở quên cái shop này ở chỗ thành phố của Linh, nhưng mà sau đó bán ít chạy hàng quá hay sao thì họ dẹp luôn. Mà đi qua đây thấy thì Linh rất là thích. Vì cái mango này nè, nó rất là hợp với là dáng người của người Việt mình. Bên đây thì lại có đồ trang trí nữa. Ở đâu cũng vậy ha cả nhà ha. Cái chỗ nào mà có mấy cái mô lớn hoặc là cái chỗ mua sắm á, thì sẽ có bán rất nhiều thức ăn. Linh thấy thức ăn ở trong này cũng rất là lạ, họ làm cũng sạch sẽ, nhiều loại bánh mì. Ở cái mô như vậy mà ở bên Linh á, thì cũng có nhiều quán ăn lắm và rất là ngon. Nhưng mà bây giờ mình thích càng cái món ăn truyền thống của ở ngoài trời hơn, cho nên Linh không có mua thức ăn ở trong này. Mọi người ngắm cái cảnh người ta làm bánh và mua bán qua lại vào cái dịp lễ này, để thấy cái sự đông đúc ở cái trung tâm mua sắm như thế nào nhé.
xe hơi này làm bằng lê khô á mọi người. Đẹp ghê á. Biết bao nhiêu là công sức. Chỗ ngồi nữa nè. Đây là cái quầy bán lê khô ở Bình Đức này nha. Họ trang trí như vậy để thu hút khách hàng. Xe lớn kinh khủng á. Một đứa trẻ có thể ngồi vào đó được. Quầy này á thì chắc bán các loại cá. Ở đây họ đang nướng cá xem nè. Họ đang nướng cá hồi nè cả nhà. Xin vào trước cho mọi người xem. Đó là đang nướng cá hồi như vậy đó. Nhìn hấp dẫn ha. Ở cái này hun khói cá hồi. Mà cá hồi mình ăn sống được mà. Cho nên ở phía ngoài mà giòn giòn á, ở trong còn mềm mềm, còn cái nước của cá hồi nó cũng còn thì chắc sẽ rất là ngon đây. Tiếp tục thôi cả nhà ơi, đi khám phá ẩm thực của cả nhà. Bên đây họ đang khoai tây sắn, khoai tây sắn chứ không phải khoai tây sắn đông á. Bánh mì xúc xích, nhưng mà cái chỗ này thì thấy nó không có hấp dẫn bằng chỗ kia lắm, khó vào. À, bên này bán cái loại wok curry của đặc sản của Đức. À, họ bán cái này là nấm đây, nấm luộc. Cái chị gì chị nói cho Linh nghe đây. Nấm luộc và thịt và xúc xích và cả cái gì nữa đúng không? Cái gì nè, hành á, cái nhà hành họ xào lên á. Ồ, coi cái cô này có nguyên cái này lớn luôn, ăn cái đó là no tới chiều á. Hấp dẫn quá cái nhà hả. Linh đi, Linh quay trước thôi, và một chút quá thì mới ăn. Hay cái nhà ơi, lần này Linh mua được rẻ nè. Đó, Linh mua cái này khoảng 10 hạt thôi, 3.50 đồng. Mắc ơi là mắc luôn đó nha. Họ đập ra và họ bán cho mình như vậy đi, họ nướng như vậy đi. Khi mà họ nướng bằng cái máy chuyên dụng á thì nó rất là ngon. Mà cái tay như hồi nãy á, cầm cái đồ chống á, nó không có được á. Cho nên nó mình đóng nó vào không được, cái nó bị rách cái tay của Linh luôn rồi. Cái clip này của mọi người sẽ thấy Linh ăn rất là nhiều. Giống như là ăn cho bỏ ghét. Tại vì lần trước á, ganh tiền ít quá cho nên lần này Linh rất là nhiều tiền để Linh chỉ có ăn thôi. Mọi người thông cảm. Để Linh đón cái chụp đen. Mình quay vào cái đồ ăn của người ta. Họ đang ăn Đức đó các bạn. Đặc biệt của Đức mọi người biết rồi đó. Đây nữa. Và ở đây thì họ, đây là cái quầy bán xúc xích Đức. Rất là nhiều món ngon. Mình quay cho mọi người xem đó. Họ em bán ở trong đây nè. Xâm vào hết cỡ được không ta? Bán thịt nướng mình hấp dẫn ghê á. Chắc chắn là mình sẽ không có bỏ cái món này rồi đó. Mọi người thấy chưa? À, ngon luôn. Thôi bây giờ mình đi thôi.
Đây là cái món nấm luộc đó cả nhà. Họ luộc với một tí xíu nước thôi trên cái chảo rất là nóng. Cái này là vừa chín tới, mình ăn với lại sốt bơ tỏi. Không nghĩ cái món đơn giản như vậy mà rất là lạ miệng và ngon. Còn đây là cái món xúc xích của Đức. Thì món này truyền thống rồi, ai cũng sẽ muốn thử thôi. Tổng cộng hai món này Linh mua là 9 euro. Nếu mà mình ăn kèm với là cái bánh mì cốc á, thì là sẽ là 10 euro. Bây giờ Linh bắt đầu thưởng thức hai cái món ăn của Linh đã mua. Linh nói với mọi người rồi đó, Linh mua hai món này là 9 đồng. Đầu tiên là mình thử cái món nấm nha. Cái món nấm này chỉ là luộc với lại ăn với lại cái sốt bơ tỏi đó cả nhà. Nhưng mà lại cực kỳ đặc biệt. Nó hòa quyện vào nhau, ăn nó vừa thanh thanh vừa béo béo, rất là ngon. Và khi mà Linh mua, Linh nghĩ trời ơi, làm sao mà mình ăn hết đây. Nhưng mà cái kiểu lạnh lạnh này á, thì mình cứ đứng rồi bỏ một miếng nấm giòn giòn, béo béo vào miệng, nhai nhai từ từ á, thì nó cũng rất là hấp dẫn và nhanh hết đó cả nhà. Bây giờ thì mình ăn qua xúc xích Đức. Cái xúc xích này thì quá bình thường rồi. Linh nó hơi bị tiếc là tại vì Linh muốn mua cái loại khác. Nhưng mà lỡ mua cái này rồi thì thôi mình ăn luôn đi. Thì nó vẫn ngon như bình thường thôi. Mời mọi người thưởng thức nu quay với Linh nha. Cái giọng Linh nó khàn quá cho nên mọi người không có nghe tiếng rõ ràng. Cái ly này á, Linh mua là 5 euro rưỡi đó cả nhà. Mắc hơn cái chỗ của bên Dickens luôn. Dickens đó là 2 euro rưỡi là mắc nhất. Còn rẻ là 2 euro. Cái rượu này thì nó cũng ngon, nó có cái vị hơi đặc biệt một chút. Nhưng mà nhỏ hơn, dung lượng nhỏ hơn và mắc hơn thì tiếc tiền thật. Cả nhà ơi, cho đến hiện tại thì Linh được mua được 3 cái giỏ đồ thì trò toàn cho con Linh thôi. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Sắp đến Giáng sinh rồi, Linh chúc cả nhà và gia đình một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, chuẩn bị đón một năm mới đầy năng lượng và hạnh phúc nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp cả nhà vào clip sau nhé.